Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, hiện nay con người không chỉ quan tâm đến thẩm mỹ của mỗi cây cảnh đặt trong nhà mà còn quan tâm đến ý nghĩa phong thủy của chúng. Cây kim tiền là một trong số các loại cây được ưa chuộng trong trang trí không gian sinh hoạt và phòng làm việc bởi nó mang rất nhiều ý nghĩa tâm linh và phong thủy. Màu xanh mướt mát của cây kim tiền không chỉ giúp cho không gian căn nhà của bạn sinh động hơn mà loại cây này còn có ý nghĩa mang lại sự giàu sang phú quý, đại cát đại lợi cho gia chủ. Để phát huy được hết công dụng tuyệt vời của cây kim tiền, chúng ta cần phải hiểu về ý nghĩa của nó cũng như là biết được vị trí đặt cây sao cho phù hợp. Chính điều này sẽ được Phong thủy may mắn chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ý nghĩa sâu sắc của cây kim tiền trong phong thủy. Đúng với tên gọi của mình, ý nghĩa của cây kim tiền gắn liền với cái tên mang đến giàu sang, vinh hoa và phú quý đến với gia chủ. Kim có nghĩa là phát tài, tiền có nghĩa là giàu sang phú quý. Cây kim tiền hay kim phát tài thể hiện sự phú quý, giàu sang và tiền bạc. Đặc biệt khi kim tiền ra hoa đại diện cho vận may của gia chủ ngày càng phát triển, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều. Cây thuộc mộc, nước tưới là thủy, dinh dưỡng từ đất cung cấp cho cây là thổ. Để cây kim tiền hội tụ đủ 5 yếu tố phong thủy, người ta thường treo trên cây những sợi chỉ, chiếc nơ màu đỏ hoặc là những đồng tiền vàng để cây mang lại ý nghĩa nhiều hơn và trông đẹp mắt hơn. Lá cây có viền tròn mang tính âm phù hợp với phong cách trang trí hiện đại, mang tính dương, mọi đồ đạc thiết kế kiến trúc vuông thành sắc cạnh. Để cân bằng và điều hòa không gian trong nhà cần những viền lá tròn mang tính âm của cây hòa hợp. Ý nghĩa khác của cây kim tiền với vẻ bề ngoài cứng cáp và dẻo dai, cây có thể đứng vững vàng trong nhiều điều kiện sống khác nhau. Kim tiền phát triển mạnh mẽ, căng tràn sức sống và là nguồn động lực cổ vũ tinh thần những lúc khó khăn mệt mỏi. Mỗi lần nhìn vào cây như là đang cổ vũ thôi thúc chúng ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn, đối đầu với mọi thách thức khó khăn trong cuộc sống. Chính những điều đấy khiến cây kim tiền trở nên ngày càng đặc biệt hơn. Với những phiến lá to, dày, căng, mọng, kim tiền có khả năng hấp thụ tốt các chất độc bụi bẩn bay lửng lơ trong không khí, trả lại không gian trong lành, an toàn và thoáng mát. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, căng thẳng trên khuôn mặt bạn không chỉ thể hiện những cảm xúc tiêu cực mà còn tiết ra các chất độc hại. Đặt một chậu cây kim tiền bên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí cho cả phòng mà còn hút vào những chất độc hại ấy, giúp cho không khí tươi mới hơn. Khi mắt làm việc điều tiết nhiều mệt mỏi thì chỉ cần ngắm nhìn cây kim tiền một lúc, màu xanh của lá sẽ khiến mắt trở về lại trạng thái bình thường. Trồng cây kim tiền có ra hoa không? Liệu cây kim tiền có dễ nở hoa hay không? Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc cây kim tiền có ra hoa không? Câu trả lời tất nhiên là cây kim tiền có ra hoa. Chẳng qua khi nhìn thấy cây kim tiền, bạn sẽ thấy nó khác với một số cây ở chỗ là cây kim tiền có rất là nhiều lá. Trong khi đó thì thân ngắn cây trưởng thành cũng chỉ cao trung bình từ 10 đến 25cm mà lá mọc lên rất nhiều chen chúc với nhau. Nhìn như vậy thì tưởng chừng để mà mọc hoa là rất khó, bởi những cây kim tiền thường được nuôi trong nhà với điều kiện ánh sáng thiếu thốn, ảnh hưởng từ khí lạnh của điều hòa khiến cho cây khó có thể ra hoa phát triển mạnh so với những cây khác trồng ngoài trời. Chính vì vậy, nếu chăm sóc cây ở điều kiện đầy đủ nước, ánh sáng, chăm sóc tốt thì cây vẫn ra hoa như bình thường, thậm chí là ra lá rất nhiều. Những chồi non mọc lên nhanh chóng nên người ta vẫn thường gọi cây kim tiền là cây phát tài bởi nhiều lộc lá. Cây kim tiền ra hoa báo hiệu gì về phong thủy? Cây kim tiền cũng như những loại hoa khác khi nở ra hoa đều mang một ý nghĩa tâm linh nào đó. Nhưng ít người chơi loại cây này trồng trong nhà, liệu có hiểu được ý nghĩa của hoa kim tiền hay không? Dưới đây sẽ là một số ý nghĩa của cây kim tiền về phong thủy khi ra hoa. Đặc điểm hoa của cây kim tiền. Như đã nói ở trên thì do tính chất cây kim tiền trồng trong nhà sẽ không có điều kiện sống trong môi trường đảm bảo sự phát triển bình thường của loài cây. Nên hoa kim tiền nở ra rất là khó, nếu không chăm sóc kỹ lưỡng, thường khi hoa kim tiền nở ra sẽ có màu trắng giống như là một túi bông nhỏ, nhìn rất đẹp. Hoa kim tiền sẽ mọc sát gần gốc giữa hai nhánh cây. Ý nghĩa của phong thủy khi hoa kim tiền nở.
ngay từ tên gọi cổ hoa hai chữ kim tiền đã cho thấy sự phát lộc phát tài ở trên đó. Theo đó thì chữ kim nghĩa là mang tới sự phát tài, tiền thể hiện phú quý, giàu sang. Nói gộp lại thì kim tiền mang ý cho sự giàu sang, phú quý. Đây có thể được coi là loại cây được đánh giá cao dùng để trang trí trong nhà cũng như là phong thủy mà nó mang lại. Có thể nhiều bạn biết, vào ngày Tết nếu cây hoa đào hay là hoa mai nở càng nhiều thì chứng tỏ lộc đến nhà ngày càng nhiều. Cây kim tiền cũng như vậy, vốn dĩ cây đã mang theo ý nghĩa sự giàu sang và phú quý thì khi hoa nở càng chứng tỏ lộc càng nhiều. Ngoài ra thì để tăng thêm sự may mắn sung túc, người ta còn buộc chỉ đỏ trên cây phát tài hoặc là những đồng tiền vàng, càng tăng thêm giá trị tâm linh, tiền tài như nước. Ý nghĩa cây kim tiền trong cuộc sống. Cây kim tiền là một trong những loại cây may mắn nhất trong phong thủy. Cây kim tiền có sức khỏe cứng cáp và dẻo dai nên có thể vững vàng trong điều kiện sống khác nhau. Đây cũng chính là đặc điểm khiến ý nghĩa của cây kim tiền trở nên đặc biệt trong cuộc sống. Đó là sự mạnh mẽ, kiên cường mà mỗi người chúng ta cần có để có thể đối mặt với những thử thách và khó khăn gặp phải trên đường đời. Thế nên khi bạn trưng bày một chậu cây kim tiền ở nhà hoặc là văn phòng thì sức sống và năng lượng của loài cây này chắc chắn sẽ khiến bạn có thêm niềm tin và nhiệt huyết thực hiện những dự định của mình. Ngoài ra thì việc tặng ai đó một chậu cây kim tiền còn mang đến thông điệp chúc cho họ luôn gặp thuận lợi và thành công trong những dự định và gia đình luôn giữ được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, con cháu đủ đầy. Cũng chính bởi vẻ đẹp tươi xanh tượng trưng cho sự màu mỡ và khỏe mạnh mà cây kim tiền là loại cây nội thất tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Thế nên có thể hiểu vì sao loài cây này thường xuyên hiện diện ở nhà, văn phòng làm việc, công ty, cơ quan và việc tặng cây kim tiền cho mọi người như một món quà mang thông điệp chúc mừng trong ngày khai trương, ngày lễ Tết cũng trở nên phổ biến và quen thuộc. Cùng với cây kim ngân, kim tiền là loài cây thường được nghĩ đến đầu tiên khi người ta chọn lựa những loài cây phong thủy mang đến sự giàu sang, phú quý, tiền tài sung túc, thịnh vượng trong công danh và sự nghiệp khi trưng cây trong nhà. Đặt cây kim tiền ở đâu? Cây kim tiền nên đặt ở những nơi có nhiều ánh sáng. Vị trí đầu tiên thích hợp để đặt cây kim tiền đó là những nơi có nhiều ánh sáng như ban công hay cửa sổ. Cây kim tiền còn có tên gọi khác là cây kim phát tài, thuộc cây dễ trùm và sống lâu năm, xanh tốt. Đặc điểm của cây kim tiền đó là thân to khỏe nên thích hợp làm cây cảnh trong nhà. Tuy nhiên, để cây kim tiền sinh trưởng và phát triển tốt thì bạn cần nắm được đặc điểm sinh trưởng của cây. Cây kim tiền có đặc điểm đó là thân to khỏe, phình to ở dưới gốc cây. Trên mặt đất, cây không có thân chính mà mầm nảy nhiều và hình thành nhiều thân nhỏ. Cây kim tiền được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và tiền tài trong cuộc sống. Vì vậy, cây kim tiền thường được đặt trong phòng khách, phòng làm việc hay là công sở. Để cây phát triển tốt, bạn nên đặt cây ở những nơi có nhiều ánh sáng. Nếu đặt trong phòng, thỉnh thoảng bạn nên mang cây ra phơi nắng 2 đến 3 lần trên một tuần, mỗi lần từ 4 đến 5 giờ sẽ giúp cây quang hợp tốt hơn và không bị sốc nhiệt. Đặt cây kim tiền trong phòng khách. Một vị trí nữa mà bạn có thể đặt cây kim tiền đó là trong phòng khách. Phòng khách là vị trí trung tâm của mỗi gia đình, nơi mọi người nói chuyện và cũng là nơi tiếp khách của gia đình. Đây là vị trí phù hợp để đặt cây kim tiền bởi sẽ cải thiện được phong thủy trong gia đình của bạn. Trong số các loại cây cảnh thì cây kim tiền được coi là cây phát. Chữ kim trong cây kim tiền có nghĩa là phú quý, có tác dụng chiêu tài lộc rất tốt. Vì vậy, đây cũng là cây được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng trong dịp khai trương cửa hàng, tặng đối tác trong dịp lễ hay là ngày Tết. Điều đặc biệt nhất khi trồng cây kim tiền đó là chúng ra hoa, đại diện cho sự may mắn nhất của phong thủy. Người ta quan niệm cây kim tiền nở hoa mang rất nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Trong phòng khách, nếu bạn muốn đặt cây kim tiền thì nên đặt ở cung Đông Nam, quẻ Tốn, Mộc là cung tài lộc hay là cung phía Đông, quẻ Chấn, ngũ hành thuộc Mộc. Tuyệt đối không nên đặt cây kim tiền trong phòng ngủ. Đối với sảnh nhà, có thể đặt cây này nhưng nên có bệ cao gần cửa ra vào. Đây là các hướng tốt nằm ở cung tài lộc, do đó vị trí đặt cây kim tiền ở trong văn phòng như trên sẽ kích thích cung tài lộc để mang đến nhiều tiền tài và may mắn cho gia chủ.
Lưu ý khi đặt cây kim tiền trong phòng khách đó là tránh đặt cây đối diện cửa, bởi trong phong thủy thì đây là điều cấm kỵ, vị trí này sẽ gây hao táng tài lộc, tiền tài và phản ý nghĩa của cây kim tiền khi đặt trong phòng khách. Vì vậy bạn nên lưu ý điều này nhé. Đặt cây kim tiền trên bàn làm việc. Một vị trí nữa mà bạn có thể đặt cây trên bàn làm việc bên cạnh ý nghĩa phong thủy thì cây kim tiền còn có tác dụng thanh lọc và làm sạch không khí. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có hại như là benzen, xylen sẽ được cây kim tiền hút hết, trả lại không khí trong sạch cho con người. Đặc điểm của cây kim tiền đó là thân to khỏe, dễ chăm sóc, không cần cầu kỳ. Vì vậy bạn có thể đặt một chậu cây kim tiền trên bàn làm việc để thanh lọc không khí, có không gian làm việc trong lành và mang lại nhiều ý tưởng trong công việc. Quý vị thân mến, một cây trồng tốt với phong thủy và sức khỏe, như vậy chắc chắn ai cũng mong muốn ngay lập tức đem loại cây này về nhà trong không gian sống của mình. Tuy nhiên, để các ý nghĩa phong thủy mà cây kim tiền đem lại phát huy hiệu quả tối đa, có thể chiêu dụ được tài lộc và thu hút được vận may cho gia chủ, bạn cũng nên chú ý đến việc tuổi và mệnh của mình có phù hợp với cây kim tiền hay không. Điều này sẽ được phong thủy may mắn chia sẻ ngay trong phần này. Lựa chọn loài cây nội thất là đẹp cho không gian sống còn phải đáp ứng tiêu chí cây hợp tuổi của một số người. Việc chọn cây dựa trên phong thủy từ lâu đã được xem trọng, bởi chọn được loài cây hợp tuổi sẽ góp phần làm tăng vận khí tốt đẹp, giúp người chơi gặp nhiều may mắn và tài lộc hơn trong cuộc sống. Theo quan niệm về ngũ hành tương sinh, ý nghĩa trong phong thủy của cây kim tiền thích hợp với người mệnh kim và mệnh hỏa. Những người thuộc hai mệnh này thường có cá tính mạnh mẽ và sự kiên định trong mọi vấn đề của cuộc sống. Thế nên khi trưng các loại chậu cây kim tiền trong nhà và nơi làm việc sẽ đem đến cho họ nguồn năng lượng và thuận lợi trải dài trên con đường công danh sự nghiệp của người thuộc hai mệnh này. Cây kim tiền rất hợp với người tuổi Tý, bởi những người này thường gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững tiền bạc và thành công dài lâu. Họ thường dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài và nôn nóng trong mọi việc. Một chậu cây kim tiền với vẻ ngoài cứng rắn và mạnh mẽ sẽ là loài cây lưu giữ tiền bạc và vận may đến với người tuổi Tý, giúp họ củng cố được tiền tài và ổn định tài chính bền vững. Ngoài ra thì việc đặt chậu kim tiền ở nơi hợp với phong thủy ngôi nhà cũng sẽ mang đến may mắn ít nhiều cho gia chủ. Sẽ thật tuyệt nếu như những chậu cây này tô điểm cho căn phòng nhà thêm tươi sáng và mang đến bầu không khí thư thái trong lành cho không gian căn nhà, đúng không nào? Trong phong thủy thì những cây trong nhà nên được đặt ở những nơi có ánh sáng để đón may mắn và tài lộc, như phòng khách hoặc là bệ, cửa sổ, cửa ra vào, cửa thang máy. Công dụng của cây kim tiền. Công dụng của cây kim tiền làm đẹp cảnh quan, mang đến vẻ đẹp tươi sáng và hiện đại cho không gian nhà ở và nơi làm việc. Là một loài cây mang đến nhiều lợi ích cho cuộc sống con người, nên công dụng của cây kim tiền được biết đến đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ làm đẹp cho không gian sống, nơi làm việc, làm quà tặng hay là thậm chí đối với sức khỏe con người thì cây kim tiền cũng có ít nhiều ảnh hưởng. Với vẻ ngoài thu hút và màu xanh tinh tế toát lên từ những cành lá cứng cáp, cây kim tiền được ưa chuộng trưng bày trong nhiều không gian sống khác nhau như văn phòng làm việc, cây trong nhà làm không khí thêm tươi mới. Không những như vậy, loài cây này còn rất dễ dàng chăm sóc và tiết kiệm không gian dành cho những ngôi nhà và văn phòng có diện tích nhỏ hẹp. Thế nên, một trong những công dụng của cây kim tiền được biết đến hơn cả chính là vẻ đẹp hiện đại mà nó mang đến cho cuộc sống của chúng ta. Cây kim tiền cũng được nhìn thấy rất phổ biến khi được trang trí ở những doanh nghiệp như nhà hàng, khách sạn, các khuôn viên, nơi hội họp nhằm thu hút tiền tài, may mắn và thành công. Công dụng của cây kim tiền đối với sức khỏe. Ngoài ra thì cây kim tiền còn có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của con người, bởi những loài cây nội thất khác với cây xanh thông thường ở đặc điểm chúng có thể làm ẩm bầu không khí. Nhờ vậy mà việc đặt những chậu cây kim tiền nơi văn phòng, máy lạnh hoạt động liên tục sẽ khiến cho không gian được hơi ẩm nước và tươi mới. Đồng thời, khói bụi và vi khuẩn trong không gian kín nơi văn phòng sẽ được lọc sạch, giúp mang lại bầu không khí trong lành hơn cho mọi người. Trong lúc làm việc thì chắc chắn không tránh khỏi sự căng thẳng và mệt mỏi, và những cảm xúc tiêu cực này không chỉ biểu hiện trên khuôn mặt của bạn mà nó còn tiết ra những chất độc hại.
Không những cây kim tiền có công dụng trao đổi khí mà cây còn hút vào những chất độc hại ấy và tiết ra bầu không khí tươi mới giúp bạn giảm stress và có thêm động lực trong công việc. Công dụng cây kim tiền làm quà tặng. Cây kim tiền là món quà hoàn hảo dành tặng cho những người có vị trí quan trọng trong lòng chúng ta. Là loài cây mang biểu tượng của sự giàu sang phú quý và êm ấm trong cuộc sống gia đình, công việc. Thế nên cũng không quá bất ngờ khi cây kim tiền dùng làm quà tặng những người mà ta kính trọng như ông bà, cha mẹ. Sự hiện diện của chậu cây trong nhà sẽ mang đến không khí ấm áp, gần gũi và là lời chúc sức khỏe trọn vẹn ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể gửi đến đấng sinh thành kính yêu. Bên cạnh đó thì những chậu cây kim tiền còn là món quà thể hiện sự tinh tế của bản thân gửi đến sếp lớn hoặc là đối tác làm ăn vào những dịp lễ Tết họp mặt. Món quà này sẽ thay bạn gửi những lời chúc đầy chân thành và trân trọng đến người nhận, đúc kết mối quan hệ đôi bên thêm bền vững và gắn bó, đồng thời thể hiện sự lịch thiệp và chu đáo của bạn trong cách giao tiếp đối với các mối quan hệ trong xã hội. Quý vị thân mến, cây kim tiền có nghĩa phong thủy là đem tiền bạc tài lộc, giúp cho gia chủ tiếp thêm dũng khí, có thêm can đảm để thử thách bản thân trong các hoạt động đầu tư kinh doanh. Ngoài ra thì loài cây này còn giúp mọi người thư giãn đầu óc, giữ đầu óc sau những giờ làm việc mệt mỏi. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Phong thủy may mắn. Quý vị hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy nhé. Chúc cho quý vị sẽ chọn được vị trí đặt cây kim tiền đúng hợp phong thủy để nâng cao hồng phước công việc hanh thông. Video của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.